Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Vậy nên trong tháng 8 âm lịch, họ rất thành công và được mọi người ngưỡng mộ và tôn sùng. Tháng 8, tuổi Đinh Mão 1987 được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên, quý vị hãy mạnh dạn đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. May mắn là tuổi Đinh Mão đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương, nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, những bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết. Mời quý vị cùng theo dõi video để biết thêm chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Mão 1987 có mệnh là Lô Trung Hòa, sống phóng khoáng, độ lượng, khoan dung, hiền hậu với người. Họ thông minh linh hoạt, làm việc nghiêm túc, có tố chất lãnh đạo. Người này có tư duy sáng tạo, cái nhìn độc đáo, biết dùng người tài. Tuy nhiên, do mang trong mình lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, lại luôn thích làm người chỉ huy, nên Đinh Mão 1987 khiến người khác có dấu ấn khá là kiêu căng, tự đại. Ngoài ra, theo phong thủy lộc tài, họ còn thích sử dụng sức mạnh ảnh hưởng của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để giúp bản thân đạt được mục tiêu, nên có thể khiến cho người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ rõ mình là một người lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho bản thân khả năng học hỏi và ghi nhớ từ kinh nghiệm của người đi trước. Rất nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, không có suy nghĩ lười biếng hay là đi đường tắt. Tháng này, tình hình sức khỏe của người tuổi Mão sinh năm 1987 không thực sự lý tưởng, chủ yếu bởi bạn gặp phải chịu sự tác động nặng nề của cục diện xung khắc địa chi. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc là khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu. Dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần phải tiết chế, đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp kỳ âm thổ nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Mão nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, công việc sự nghiệp của gia chủ trải qua không ít biến động, nguy cơ thất bại khá cao nếu tiếp tục duy trì tư duy bảo thủ, không biết tiếp thu, góp ý và gợi ý từ người khác. Có những thời điểm, gia chủ mất động lực, làm việc khá là tùy hứng, thiếu tập trung nên mọi việc chỉ hoàn thành được nửa vời hoặc làm qua loa cho xong. Với những người làm công ăn lương, sự mệt mỏi, chán chường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bạn không có được cấp trên công nhận, sự cố gắng của bạn như dã tràng, xe cát. Tuy nhiên, đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh mảng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Trong nửa đầu năm 2022, gia chủ rất cần sự kỷ luật hay một khuôn phép, quy tắc sẵn có để ép bản thân đi đúng hướng. Nếu không, sai sót có thể xảy ra ngay từ đầu. Bản mệnh mãi trượt dài trong thất bại, cần học cách tiết chế và đổi mới bản thân càng sớm càng có lợi. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi đường tài lộc của người sinh năm 1987 không quá lý tưởng trong tháng này, gia chủ thường xuyên mất tiền cho những mục đích không thật sự cần thiết.
Ví dụ như mua sắm theo tâm trạng rất dễ dẫn đến việc vung tiền quá chán, tài khí khó tụ, việc làm giàu cũng bị cản trở theo. Ngoài ra, bạn cũng nên đề phòng khi tham gia vào các dự án bất động sản hoặc đầu tư vào bất động sản theo người khác. Việc thiếu bình tĩnh và lý trí có thể khiến bạn gặp rủi ro tài chính. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 8 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Đinh Mão không quá ổn định. Các gia chủ Đinh Mão có chút phiền muộn do không có sự đồng tình, ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Hệ tim mạch của gia chủ không được tốt cho lắm, cần chú ý khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. Bản mệnh cũng cần đề phòng những nguy hiểm tiềm ẩn ở gan và túi mật, đôi khi còn do chấn thương ở xương và cơ thể khi đi xa hoặc bất cẩn trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra, cần chú trọng việc chăm sóc cơ thể tốt hơn, chăm rèn luyện thể thao mới giảm trừ nguy cơ bệnh tật. Các gia chủ tuổi Đinh Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tương xung xuất hiện gây ra những trục trặc nhất định trên đường tình duyên của người tuổi Đinh Mão. Đào hoa ảm đạm, tình cảm đôi lứa vui thì ít, buồn thì nhiều, nhưng cuộc cãi vã vì mâu thuẫn quan điểm xảy ra thường xuyên hơn. Nữ mệnh tuổi Đinh Mão, bạn là một người nhạy cảm, trong chuyện tình yêu luôn là người chịu thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán, sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Các cặp vợ chồng nếu để mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm có thể dẫn tới ly thân, con cái bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát nếu bản mệnh chịu nhượng bộ và bao dung nhiều hơn. Nếu đang ở một mình, bạn ít có cơ hội cải thiện tình cảm, dễ tỏ ra không có thiện chí trong những cuộc hẹn được giới thiệu thông qua người khác. Bạn nên cho bản thân và cũng là cho người khác cơ hội để chăm sóc, bầu bạn bên mình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. Tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tháng Dậu Lục Hợp Thìn, Tam Hợp Sử và Tị Thành Kim Cục, Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý, Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Đinh Mão trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 8 năm 2022, tức ngày 5 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Liệu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 8 năm 2022, tức ngày 17 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 8 năm 2022, tức ngày 6 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 8 năm 2022, tức ngày 18 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành những công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu.
họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Đinh Mão trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.